Vậy là giá Bitcoin đã đi đúng theo plan của chúng ta đã đưa ra trong ngày hôm qua Đã có một pha giảm về khu vực MA89 ở trên khung H4 Quanh vùng 29.200, 29.000 Hiện tại thì cái cây nến gần nhất vào sáng ngày hôm nay Là cái cây nến quét về đến vùng 29.000 và thanh lý một số các cái lẻn long ở trên cái khu vực này hiện tại tạm thời thì giá nó vẫn được giữ ở trên cái đường ma 89 và trên vùng giá 29.000 tại cái vùng này chúng ta sẽ quan sát xem thử cái phản ứng giá liệu nó có hồi phục lên ở đây hay không nếu tín hiệu hồi phục là tốt thì khả năng là chúng ta sẽ kỳ vọng là giá nó sẽ có những cái nhịp hồi phục lên cao ở quanh cái vùng 30.000 và trước khi chúng ta tiếp tục nội dung chính của ngày hôm nay nếu các bạn là trader mới trên thị trường hoặc các bạn đang cần tìm một nơi để cập nhật thêm những tin tức những tín hiệu kế hoạch giao dịch ngắn hạn và dài hạn về bitcoin, oncoin ở thị trường crypto hoặc thị trường forex như vàng, dầu, những cặp chỉ số thì các bạn hãy tham gia nhóm telegram Farm Trading với mình để cùng giao lưu và chia sẻ. Đây là nhóm hoàn toàn miễn phí và để tham gia thì các bạn vào trong phần mô tả ở dưới bất kỳ video nào của mình, kéo xuống phần phía dưới các bạn bấm vào đường link này: t.me/farmtradingchannel. Bên cạnh đó, các bạn muốn quan tâm đến các kênh có nhiều kèo, tín hiệu với chất lượng cao hơn thì các bạn có thể bấm vào hai đường link này để vào kênh forex miễn phí và kênh vip crypto. Anh em đừng quên bấm đăng ký kênh youtube của Farm Trading ở đây và ấn vào hình chuông thông báo tất cả này để mỗi khi mình ra video mới mọi người sẽ nhận được thông báo ngay mà không bị bỏ sót và để tiếp tục thì chúng ta hãy đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay Hello xin chào tất cả anh em đã đến với channel của Farm Trading ngày hôm nay và chúng ta tiếp tục cùng nhau phân tích tình hình giá Bitcoin vào ngày 18 tháng 4. Đối với Bitcoin thì ngày hôm qua cho đến bây giờ nó đã có những cái pha liên tục giảm giá và nó đi chậm một cách từ từ và giảm từ khu vực 29.700 29.900 vào sáng ngày hôm qua mà chúng ta đã trao đổi cùng nhau và về cây nến thấp nhất vào sáng ngày hôm nay là ở vùng 29.070 đối với cái nhịp giảm điều chỉnh lần này thì chúng ta cũng không có bị bất ngờ ngày hôm qua mình đã báo cho anh em rồi hai cái vùng mà chúng ta chờ giá Bitcoin giảm điều chỉnh về đầu tiên đó là cái vùng ở đây 29.200 trùng với MA 89 ở trên cung H4 và kỳ vọng là nó sẽ được giữ ở đây và hiện tại thì giá nó đã đi đúng theo cái plan về đến chạm đến khu vực này và tạm thời vẫn được giữ ở vùng này chưa có bị thủng khỏi đường M 89 để về đến khu vực thấp hơn là 28.300. Trước khi đi vào phân tích kỹ hơn thì chúng ta cùng nhau review qua trên khung D1. Đối với ở trên khung nến ngày thì hiện tại là cái cây nến ngày gần nhất là một cây nến ngày đóng khá là xấu khi mà đóng full thân nến và gần như cái râu nến rất là ít chứng tỏ một cái lực sell hoàn toàn 100%. Từ khu vực giá là 30.300 về đến khu vực đóng nến sáng ngày hôm nay là 29.400 Và sau đó tiếp tục là một cái cây nến giảm nữa Còn lại liệu là cái cây nến trong ngày hôm nay có giảm về những khu vực thấp hơn hay không Thì chúng ta cần phải chờ hết ngày mới biết được còn là trước mắt đối với cây nến D1 gần nhất này là một cái cây nến full thân nến lực đỏ lực bán xuống rất là mạnh và đi khoảng 1.000 giá thì chứng tỏ là cái áp lực bán ở cái vùng giá 30.000 này và hiện tại cái phe sale nó cũng đang chiếm ưu thế khá là mạnh và điều kiện để giá nó có thể hồi phục thì mình nghĩ là khả năng là nó sẽ một là nó sẽ phải tích lũy đủ cái khối lượng gom hàng ở những cái khu vực dưới này và hai là nó sẽ phải về đến những cái khu vực thấp hơn để tạo cái động lực và lấy đủ cái khối lượng thanh khoản sau đó nó mới tiếp tục đi lên được ở những cái khu vực cao. Và đối với cái cây nến đỏ như thế này trên khung nến ngày thì hiện tại tất cả các cái lệnh long của chúng ta đều mang cái tính rủi ro rất là lớn. Và hiện tại cái phe bán vẫn là một cái phe đang chiếm ưu thế. Và đi vào những cái khung nhỏ hơn ở trên khung H4. Trên H4 thì chúng ta đang thấy được là có được những cái sự hy vọng tốt hơn ở trên khung nến ngày khi mà hiện tại giá nó vẫn đang được giữ ở trên đường EMA 89 ở đây và đây cũng là cái vùng Fibonacci 50 ngày hôm qua chúng ta đã cùng đo rồi, mình sẽ vẽ lại cho anh em thấy. Đây Chính đây là cái vùng Fibonacci 50 và khả năng nếu mà giá Bitcoin nó rơi đóng đến thùng khỏi EMA89 là 29.200 Mình nghĩ rằng khả năng cao là nó sẽ về đến vùng khoảng 28.500 Tại vì đây vừa là khu vực hỗ trợ rất là cứng là khu vực đỉnh cũ của trước đây mà giá nó đã mất một cái khoảng thời gian rất là dài thì phe mua nó mới chiếm ưu thế được và nó băng qua khỏi cái khu vực cản này thì hiện tại ở đây chúng ta sẽ có một vùng spot cho giá và nếu giá nó về đến đây thì chúng ta kỳ vọng sẽ có thêm một cái cú hồi kỹ thuật fibo nữa thì xảy ra thì nếu mà đó là trong cái trường hợp xấu nhất thì chúng ta sẽ tìm cái điểm rơi tiếp theo là ở quanh cái vùng khoảng 28.500 xung quanh đó còn lại tạm thời ở đây thì chúng ta vẫn đang thấy được là giá nó vẫn đang giữ được trên cái đường MA89 này và đối với cái nhịp này thì nếu mà H4 đóng cửa và vẫn tiếp tục giữ nhịp ở trên được cái đường này thì mình nghĩ là chúng ta sẽ có được một cái nhịp hồi phục tạm thời trong ngày hôm nay và ít nhất cái nhịp hồi phục đó nó sẽ đưa giá lên đến cái vùng quanh khoảng 29.700 đến 29.800 tức là giá nó sẽ đi theo cái nhịp như thế này nó sẽ đi từ đây lên đến khu vực ở trên này và sau đó ở đây thì chúng ta sẽ quan sát xem từ là giá nó sẽ hồi phục vượt qua được luôn hay là nó lại tiếp tục điều chỉnh đi xuống thì ở đây là chúng ta sẽ có hai kịch bản mà chúng ta cần phải quan sát giá ở đây còn là đối với cái điều kiện ở đây thì chúng ta chờ cái cây nến H4 gần nhất vào lúc 11 giờ trưa nó sẽ đóng cửa như thế nào thì chúng ta sẽ biết được cái kết quả là liệu nó có hồi phục lên đến cái vùng trên này hay không mình mình vẫn nghĩ là nó sẽ có một cái nhịp phục lên đến đây. Tại vì cái cây nến sáng ngày hôm nay thì trong những cái khung nhỏ nó đã thể hiện cái tín hiệu là phân kỳ RSI quá bán ở trong những cái khung nhỏ như thế này. Đây khung M30 nó cũng thể hiện là sẽ có một cái nhịp hồi ở dưới khu vực này và cộng thêm đây là một một cái cây nến rút râu lên khá là mạnh và thân nến cộng với khối lượng giao dịch nó cũng khá là tốt cho nên là chúng ta kỳ vọng là ở đây nó sẽ test và lên lại được đến cái đường MA89 ở trên M30 cũng trùng với cái đường MA34 ở trên H4 luôn là quanh cái vùng 29.700 29.800 thì ở cái vùng này nếu anh em nào đang bắt những cái lệnh long ở dưới này thì chúng ta sẽ ưu tiên chốt lái ở trên cái vùng này và sau đó chờ quan sát tiếp xem thử là giá nó sẽ phản ứng đối với cái đường MA34 này ở trên khu H4 như thế nào và nếu nó vượt qua được luôn thì ok coi như là chúng ta lại xong được cái nhịp giảm điều chỉnh và ở cái thời điểm bây giờ là một cái thời điểm hết sức quan trọng để chúng ta cân nhắc xem thử là chúng ta có nên tìm entry để vào oncoin hay không tại vì hiện tại thì tất cả thị trường đều đang chờ vào một cái nhịp hồi phục và đánh một cái nhịp sóng oncoin sắp đến và đây chính là một cái nhịp giảm điều chỉnh mà chúng ta đã chờ rất là lâu khi mà bitcoin nó tăng từ 28.000 lên đến 31.000 trong cái nhịp lần này thì đây chính là cái nhịp giảm mà chúng ta đang chờ còn lại vấn đề bây giờ là chúng ta sẽ quan sát thật kỹ để xem thử là cái nhịp giảm này nó sẽ giảm về đến đâu và điều chỉnh đến khu vực nào mà thôi nói qua về eth một xíu thì hiện tại đối với eth thì nó đang đi một cái trạng khá là đẹp cây nến sáng ngày hôm nay thì nó về test lại đúng y cái đường MA34 ở trên khung H4 tức là vùng giá 2050 và đã ngay lập tức rút râu quay trở lại lên và đối với cái lực này của ETH thì cũng chứng tỏ là cái biên đổi giá của ETH nó đang đi khá là chắc và cái lực mua của ETH nó đang tốt hơn so với Bitcoin rất là nhiều và nó vẫn đi sớm hơn so với Bitcoin một nhịp tất cả những cái nhịp giá gần đây của ETH thì nó đều đang được giữ ở trên cái đường MA34 cả và nó không có bị thủng khỏi MA34 hoặc là thậm chí là giữ một đường chắc hơn đó là nằm ở MA89 vậy nên với với cái nhịp ETH như thế này thì thì chúng ta cũng có thể kỳ vọng rằng oncoin nó sẽ được hỗ trợ và sẽ được giữ giá tốt trong cái nhịp lần này. BC.D thì ngày hôm qua nó đã chính thức phá được à, khỏi khu vực đáy cũ trước đó. Tạm thời là chúng ta ghi nhận là nó đã phá khỏi khu vực đáy cũ trước đó. Tuy nhiên là hiện tại nếu mà xét trên những cái biên độ trên lệch về râu nến thì chúng ta vẫn ghi nhận là nó đang lưỡng lự ở quanh cái khu vực đáy cũ tại vì vùng giá ở đây nó vẫn chưa thực sự breakout và chưa thực sự phá vỡ qua và liên tục là rút râu lên kết hợp với đó là cái chỉ số này hiện tại nó đang rời xa khỏi đường MA ba tám chín và cái giao điểm cross của hai cái điểm này ở trên này và cũng thủng luôn khỏi đường MA hai trăm thì mình nghĩ là ở đây chúng ta sẽ có một cái nhịp hồi phục của BC D tức là dom nó sẽ có một cái nhịp hồi phục lên đến khoảng trên bốn mươi bảy phần và nếu đối với cái nhịp dom hồi phục như thế này thì khả năng là thị trường on coi lúc đó thì chúng ta mới chính thức có cái entry đẹp để chúng ta đánh tại vì lúc đó dòng tiền nó sẽ được đẩy về lại bitcoin để trợ lực và hỗ trợ cho cái giá của bitcoin và đó là cái nhịp mà khiến cho cái chỉ số dom này nó sẽ được rút quay trở lại lên trên cái vùng bảy 47% và thậm chí là lên đến vùng cao nhất là 47,5%. USDT.D thì hiện tại là đối với trên khung H4 thì chúng ta đã thấy là nó băng qua được khỏi cái đường MA34 và đang test lại MA89 và có một cái nhịp rút râu như thế này thì có lẽ là nếu cái cây nến H4 này nó đóng rút râu xong và sau đó nó lưỡng lửa quanh cái vùng này thì chúng ta sẽ không có thấy được cái dòng tiền nó sẽ được đẩy vào thị trường hay là bị rút ra bên ngoài và nó sẽ đi xe quay ở đây còn trong cái trường hợp tốt hơn thì nó sẽ giảm xuống tức là nó sẽ test xong cái đường MA89 này và nó sẽ giảm xuống thì lúc đó thị trường chúng ta sẽ phục hồi một cách nhanh chóng hơn tại vì cái dòng tiền mặt lượng tiền usdt sẽ được đẩy vào lại thị trường và đối với hai cái nhịp của bc d và usdt d như thế này thì chúng ta vẫn đừng có loại bỏ cái khả năng là sẽ còn một cái nhịp giảm mạnh nữa của thị trường đó là chính là cái nhịp giảm mà khi người ta giữ cái dòng tiền ở bên ngoài và sau đó cái ubc d này nó tăng bằng cách là thị trường nó sẽ bán bớt những cái đồng on -coin để đẩy vào và quay trở lại cho cái giá của bitcoin Tại vì hiện tại thì anh em có thể thấy là trong cái nhịp giảm của Bitcoin ngày hôm qua cho đến bây giờ thì khi mà cái dom nó giảm cùng với cái giá của Bitcoin thì gần như oncoin nó đã có những cái nhịp sóng tăng rất là mạnh và nó tập trung vào một số các cái đồng theo tính thời gian tức là nó đi hết dự án này nó tiếp tục qua dự án khác chứ không phải là đẩy toàn bộ cái thị trường oncoin của chúng ta chứng tỏ là cái dòng tiền hiện tại ở trên thị trường nó cũng đang rất là yếu ớt và nó đang cố gắng tập trung để đẩy một số các cái đồng oncoin nhất định ví dụ như ID hoặc là một số các cái đồng liên quan đến metaverse vào buổi tối ngày hôm qua theo giờ Việt Nam tức là rạng sáng ngày hôm nay đấy và nếu mà sau khi cái nhịp đẩy oncoin đó nó xảy ra xong thì chắc chắn là cái dòng tiền chốt lãi ở những cái người người ta đẩy xong oncoin đó người ta sẽ tiếp tục quay trở lại về Bitcoin hoặc là rút tiền ra ở bên ngoài thì lúc đó là hai cái chỉ số là usdt d nó sẽ tăng hoặc là btc d nó sẽ tăng và bc dom nó cũng tăng thì đó sẽ là một cái nhịp bất lợi cho oncoin và sẽ chủ yếu tập trung vào lại bitcoin cho nên đó mới chính là cái nhịp mà chúng ta cần chờ để chúng ta bắt được cái entry tốt cho oncoin. Thay vì cái giai đoạn bây giờ, nếu mà giai đoạn bây giờ chúng ta bắt vào oncoin thì có lẽ là cái nhịp sóng lần này nó đã mất đi cái entry của oncoin và nó vẫn còn đứng trước một cái khả năng giảm điều chỉnh của oncoin rất là xấu nữa cho nên cái giao dịch trong ngày hôm nay tập trung thì anh em vẫn nên tập trung chủ yếu vào bitcoin mà thôi. Còn lại oncoin thì mình thì mình sẽ không có tập trung vào oncoin ở giai đoạn bây giờ mà chúng ta sẽ chờ khi nào mà dom nó sẽ có một cái nhịp hồi phục tương đối và sau đó có dấu hiệu trả dom về và rơi. Rơi về những cái vùng thấp thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu bắt vào entry của Thêm một cái chỉ số nữa đó là DSI thì DSI ngày hôm qua giống như cái huyệt chúng ta nó đã tiếp tục quay trở lại và hồi phục lên chạm đường MA 89 và hiện tại đang có dấu hiệu xuất hiện một cái cặp nến đảo chiều ở đây và chúng ta để ý là tất cả những cái lần gần nhất thì DSI khi mà nó test lại đường MA 89 thì nó sẽ xuất hiện cái dấu hiệu đảo chiều và ngay lập tức sau đó là tiếp tục cho một cái xu hướng giảm nữa tại vì xuống 9 của DSI vẫn là xuống giảm và nó vẫn tiếp tục quay trở lại về test lại khu vực đáy lần này thì mình nghĩ là như thế. Hiện tại thì nó mới test lại vùng đáy 100 điểm một lần mà thôi thì mình nghĩ ít nhất là nó sẽ phải test về đây hai lần và chúng ta xem xét cái phản ứng giá của DSI tại cái khu vực 100 điểm này như thế nào. Trong cái nhịp bắt đầu có xu hướng giảm hiện tại thì vàng nó sẽ test xong cái nhịp giảm của nó và trong ngày hôm nay thì khả năng là cái xu hướng chính của vàng sẽ là xu hướng tăng nó chiếm chủ đạo. Và hiện tại thì vàng nó đã test và nó đang nằm ở cái vùng MA89 ở trên cung H4 rồi. Vùng ở đây thì giống như plan của bên mình đã báo cho anh em ở trên video Forex rồi. Thì anh em nào đánh Forex mọi người có thể xem kỹ hơn cái chiến lược giao dịch đối với con vàng ở trong cái video đó. Về cơ bản thì sóng của chúng ta vẫn là cái sóng tăng đối với con vàng mà thôi. Và cái nhịp ở đây là nó đã về đến khu vực hỗ trợ rồi. Thì kỳ vọng cái entry đẹp nhất là nó sẽ về test lại cái khu vực Râu nến cũ trước đó là quen vùng 1980 đến 1985 và sau đó nếu mà nó đóng thùng gọi 1980 thì chúng ta sẽ đổi cái blend và lúc đó thì cái sóng vàng tăng này nó sẽ bị tạm thời là chấm dứt và nó sẽ về test tiếp những cái khu vực thấp hơn 1950. Đấy còn lại nếu mà không thì nó sẽ về test ở đây và sau đó ngay lập tức là quay trở lại lên và tiếp tục cái sóng tăng của vàng cho cái nhịp mà DSI nó chuẩn bị cho một cái sóng giảm tiếp theo. Về phần tin tức thì ngày hôm nay chúng ta tạm thời không có cái tin tức nào quan trọng và cần phải chú ý trong thị trường. Tức là hai ngày hôm nay chúng ta sẽ có những cái ngày thị trường nó chạy thoải mái cho đến ngày thứ năm thì vào lúc 7 giờ 30 tối sẽ có cái chỉ số về thất nghiệp thì khả năng cao là thị trường nó sẽ nén và chờ cái tin tức đến ngày hôm đó thì nó mới bắt đầu để nó chạy cái đợt sóng tiếp theo. Cho nên những cái ngày này thì là những cái ngày mà thị trường nó sóng gió và sẽ là những cái ngày nó tranh chấp để tạo ra những cái xu hướng giá mới cho nên anh em chúng ta giao dịch thì chúng ta còn giảm kỳ vọng trong những cái ngày này lại không có quá phô mô như những cái giai đoạn trước và chủ yếu giai đoạn này chúng ta hãy giao dịch kiên nhẫn và chờ những entry tốt và nên đánh theo những cái sóng ở trên những cái khung lớn rồi tổng kết lại thì cái chiến lược giao dịch cho bitcoin trong ngày hôm nay thì chúng ta quan sát thêm hai chỉ số là bc.d và usdt.d khả năng kỳ vọng là nó sẽ có một cái nhịp hồi ở cái khu vực MA89 này, hồi lên đến khoảng vùng 29.700, 29.800 và sau đó chúng ta sẽ quan sát cái phản ứng giá ở đây để chúng ta có cái chiến lược giao dịch tiếp theo. Còn lại cái xu hướng chính hiện tại ở trên những cái khung lớn vẫn là xu hướng giảm mà thôi trong khi mà cây nến ngày nó vừa đóng một cái cây nến xấu như thế này thì chúng ta tạm thời là view theo xu hướng giảm và trong những cái khung lớn như H4 thì hiện tại chúng ta sẽ đến những cái nhịp nhỏ hơn thì chúng ta sẽ ăn nhịp long theo nhịp gọi là nhịp giảm điều chỉnh trong xu hướng giảm còn lại để mà có những cái sóng dài thì chúng ta cần phải chờ những cái entry tốt hơn và khi nào có những cái tín hiệu thực sự đẹp thì mình sẽ tiếp tục cập nhật và báo cho anh em ở trong channel đầu telegram nhé chúc tất cả anh em chúng ta có một ngày mới giao à, dịch thật là thành công và thu được thật nhiều lợi nhuận xin cảm ơn tất cả mọi người